khi mà mọi người gặp tất cả những dòng tủ nào mất nguồn cấp ra cho quạt, kể cả dòng 12 VDC hoặc là 220 mà mất cái nguồn điện đó thì không thể mà khắc phục sửa chữa được, thì chúng ta có nhiều cách để mà độ chế để không ảnh hưởng tới cái quạt về lâu về dài. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn xem cái cách độ chế của mình như thế nào để không ảnh hưởng tới cái bo mạch mà xài hiệu quả cao, block ngắt quạt ngắt, block chạy quạt chạy nha mọi người. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ ương lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách kiểm tra một cái tủ lạnh sáp nha mọi người. Tủ này là khách báo chạy không lạnh. Thì theo nguyên nhân của tủ này, tại sao chạy không lạnh? Là vì cái tủ này là cái đường cấp nguồn ra cho quạt không có nha mọi người, bị mất nguồn. Tủ này thì khách báo là do nguyên nhân trời ra giông sấm sét, nhà khách cháy tivi luôn và cháy tủ lạnh luôn. Thì tủ này thì hiện tại thợ cũng đã đến kiểm tra rồi, thì bị hư cái nguồn quạt, cấp cho quạt thì không sửa được, yêu cầu khách thay bao mới. Thì hôm nay mình cũng đến kiểm tra, nếu mà mình biết tới đâu thì mình chia sẻ cho anh em tới đó để mà khắc phục cái hiệu quả cao, đỡ tốn kém, đỡ tốn tiền cho khách nha mọi người. Thì hiện tại giờ mình mở cái ngăn đông ra, tủ thì hiện tại block máy vẫn chạy, quẹt đèn vẫn sáng. Anh em nhìn thấy đèn vẫn đang sáng thấy chưa? Nhưng mà cái quạt nó không có chạy nha mọi người. Anh em nhìn thấy cái quạt nó không chạy nè, nó không chạy cho nên là nó không có hút cái hơi lạnh để mà tỏ trong ngăn đông và đưa xuống ngăn mát mọi người. Đó, tủ mình cũng mới vừa cắm điện lại thử thì tuyết cũng đã bám đầy trên cái ống về nha mọi người, ống đi đó, nhưng mà quạt không chạy. Thì những nguyên nhân của nó thì có thể rằng là sẽ hư cái đường nguồn cấp từ trong quạt ra, cho nên là thợ cũng yêu cầu khách thay cái bo mới. Thì đối với những dòng tủ mà quạt 12V DC hoặc là cái dòng quạt mà 220, thì trong những clip trước thì mình cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem cái cách nguyên lý hoạt động của nó và để anh em biết cách độ móc để khỏi thay bo. Thì có nhiều anh em là dùng cái cục biến thế ở ngoài anh em độ với những dòng điện mà quạt DC 12V, còn cái dòng điện 12 220 thì anh em móc direct. Thì nhưng mà anh em làm như đó thì nó rất ảnh hưởng tới cái quạt cho người về lâu về dài. Cái quạt nó chạy 24/24 thì nó rất là dễ bị mâu hư. Còn đối với dòng tủ 12V xài quạt DC hoặc là quạt 220 thì cách móc mình đơn giản rồi. Thì hiện tại mình đo nè, anh em xem là mình đo cái nguồn cấp lên quạt 220 nè. Đó. Thì anh em nhìn thấy là hiện tại không có nguồn cấp lên nha. Thì chứng tỏ là nguồn cấp từ bo ra lên quạt không có. Thì để kiểm tra để xác định được cái tủ này như thế nào, bắt đầu mình đo tiếp cái nguồn cấp bo nè, từ trong bo cấp ra nè. Thì hiện tại giờ mình đo cái nguồn cấp bo trong nguồn cấp từ trong bo ra, mình đo giờ sóc trong quạt thì không có mọi người. Còn mình đo từ một chân chung của quạt và quạt chân chung của lốc thì nó vẫn cấp 220 nha. Thì anh em biết cái điểm như thế đó thì anh em chỉ còn móc để mục đích chi, khi cái block nó ngưng thì cái quạt nó ngưng luôn, còn khi cái tủ mà xả tuyết block ngưng thì quạt nó ngưng, chứ không thể móc direct để mà nó, cái quạt nó chạy 24/24 thì rất dễ hư quạt nha mọi người. Đây là cái bo này cũng đã cháy lung tung rồi, cũng có thợ cũng thay rồi nhưng mà cuối cùng hư cái đường quạt thì thợ yêu cầu thay bo mới. Đó, lối móc mình nè, mình móc mình một chân là chung của quạt và một chân vào block nha mọi người. Anh em nhìn kỹ nha. Móc cái này thì cái quạt nó không chạy 24/24 được. Hay block ngưng là nó ngưng. Chứ còn anh em móc ở ngoài thì nó chạy 24/24 thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quạt lâu dài, nên cái quạt nó hơi hư nha. Thì đối với những trường hợp mà cái quạt mà nó xài cặp dây riêng biệt á thì anh em làm rất dễ. Còn những cái quạt mà nó chạy mà nó xài một đường sóc chung qua những phần liên quan khác thì anh em lên tách riêng nó ra, tách riêng cái đường dây quạt riêng biệt nha mọi người. Cho anh em mà móc mà chung thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần linh kiện khác nha. Đó, mình cắt như thế này
Thì cách cũng dễ thôi, anh em chỉ cần mà đấu riêng cái đường quạt, anh em đưa xuống thì anh em đưa vào cái lỗ thông hơi, lỗ hơi của cái hơi thông gió của từ ngăn đông xuống ngăn mát ở cái lỗ này nè, anh em đưa vào đó cũng không vướng gì đâu nhiều người. Để mình sẽ đưa cái nguồn dây xuống cho mình chia sẻ cho anh em xem cái cách của mình để mà làm. Còn mà anh nếu mà móc chung thì ảnh hưởng tới những cái phần liên quan khác. Còn đối với những trường hợp mà dây riêng biệt thì anh em có thể móc chung. Đó. Mình làm gì thì không ảnh hưởng tới những phần linh kiện liên quan khác. Thì cái phương pháp móc của mình thì cũng có rất nhiều anh em đã tìm hiểu, xem, biết. Nó không rườm rà đơn giản đâu nhưng mà nó không có rườm rà khó khăn gì hết. Anh em xem cái video này thì cứ làm như mình thôi, mình là tách riêng hết. Rồi sau khi mình đã luồn cái dây từ dưới lên như mình rồi đó, cặp dây này thì anh em đấu thẳng vào cặp dây quạt luôn nha, đưa một cặp dây riêng biệt vào quạt luôn. Không có vướng gì hết đó nhiều người. Khi mình lắp cái nắp lại thì nó vẫn gọn gàng thôi, giữ giấu kín dây hết. Vì tại làm tại nhà khách cho nên mình nói chung là mình làm cũng cho nhanh gọn mà chính xác chứ không phải làm mẫu làm tả. Rồi cái này mình sẽ đấu vào cái bo đấu, mình bắt đầu mình đưa lên trên đấu vào quạt là ok nha mọi người. Nhớ anh em lưu ý là một chân móc vào của chung của quạt, một chân móc vào chân của lóc nha, xuống đường nguồn xuống block á, để mục đích khi block cắt là quạt nó cắt theo luôn, chứ không là anh em mà đấu direct thì quạt nó chạy 24 trên 4 thì nó rất dễ mau hư nha. Đó, mình cái cặp dây mình đưa lên luồn vô cái lỗ thông hơi. Rồi mình đấu vào quạt như người đấu như thế này, không có gì vướng hết á. Còn cái đầu dây mà trong cái sóc ra thì anh em băng keo lại, băng keo quấn lại như người. Thì nói chung là trong những cái dòng tủ sáp nó bị hư, mà thường thường nó hư cái nguồn đường cấp cho quạt á, thì đôi lúc là mình điều độ hết nha mọi người. Rồi quấn keo lại thôi. Có gì là bắt đầu mình chỉ lắp bo lại thôi. Rồi bắt đầu để mình cắm điện cho chạy thử như thế nào cho mọi người các bạn xem. Cắm điện vô giùm cái. Rồi anh em thấy sau khi mình đã cắm điện chưa, thì anh em nhìn thấy cái quạt chạy nè. Quạt chạy tốt rồi, bơ lốc máy cũng đã hoạt động tốt như mọi người, không có ảnh hưởng gì hết. Quạt chạy tốt. Rồi đèn ở dưới cũng sáng nha mọi người, đèn sáng luôn, anh em thấy không, không ảnh hưởng gì hết nha. Làm y như mình đó, anh em cảm thấy hay bấm mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người, đèn quá sáng tốt. Chứ cái nhiều anh em là cứ nghĩ rằng là khi mà đấu gì ảnh hưởng tới bo, mà thực tế ra không ảnh hưởng gì nha mọi người. Kể cả nếu mà giả sử như cái nguồn mà 12V á, quạt DC 12V thì cách móc đó mình cũng đã chia sẻ trong cái tủ sách loại khác rồi, cái video trước. Còn ở đây là nguồn 220, mình móc như thế này. Cái này là mình không phải là mình móc direct nha mọi người, anh em lưu ý là không phải là mình móc cái đây là nguồn direct 220 đâu nha. Rồi bắt đầu mình ráp lại, mình lắp lại xong mình cho chị thử rồi chia sẻ cho anh em cách chỉnh ngăn đông và ngăn mát sao cho phù hợp với nhiệt độ của cái tủ. Vì cũng có nhiều anh em là mình đã chia sẻ nhiều rồi, những cái video mình làm á,
thì mình đều chia sẻ cách mà chỉnh ngăn đông và ngăn mát sao cho phù hợp với cái tủ. Nhưng nhiều anh em cứ hỏi, không biết là coi hết video cứ hỏi cách chỉnh thế nào. Rồi mình bắt đầu mình nhét dây vào thôi, rất gọn gàng cho nó không có gì mà để mà lòi vướng dây của nhiều người. Đó cái cách làm của mình nè, nhét vào đường kẻ thôi, gọn bình thường chứ nó không có ảnh hưởng tới mà dây đồ, cắm dây đồ nha mọi người. Rồi sau khi mình đã lắp hoàn tất nha mọi người, tủ đã chạy ok rồi. Cái đây là cái cần gạt nó chỉnh ngăn xuống nhiệt độ, xuống ngăn mát nha. Gạt bên trái thì chỉnh hơi lạnh xuống nhiều, đây trung bình, và gạt bên phải là đóng cái hơi lạnh xuống ngăn mát nha mọi người. Đó, mình đưa qua bên trái để mà hơi lạnh nó đưa xuống ngăn mát ra nhiều. Còn ở phần dưới này là cái nhiệt, cái volume để chỉnh nhiệt độ ngăn đông này mọi người. Anh em là vặn qua bên dưới trái min thì giảm, mà đưa vặn là giữa là trung bình, còn vặn qua bên phải cao mát thì nó là tăng nha mọi người. Nó tỷ lệ nghịch với cái cầm gạt chỉnh nhiệt độ ngăn mát ở bên trên nha. Thì ở đây thì mình nên khuyến cáo mọi người là nên để ở giữa thôi. Thôi tủ lạnh cũng đã chỉ tốt mọi người, rồi mình để giữa. Thì hiện tại nhà quạt cũng chạy ok rồi. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình luôn luôn có cái động lực làm những clip mới.